Ở Trung Quốc cũng biết chứ không phải như bé Diễm. Bé Diễm nó bị khờ tắm. Anh năm nay năm mấy rồi? Sao giờ chưa ngủ nữa? Anh yêu đang live stream em ơi, không thấy hả? Ủa vậy là em kêu anh bằng chú mới đúng lứa tuổi chứ không? Lóc. Là nó kêu anh thôi. Tắt tắt đi ngủ coi. Lóc luôn nè. Ngủ đi. Ngủ luôn đi. Chào bác à, em bé chào em. Review Thu Cúc đi anh. Thu Cúc hả? Thu Cúc nó bị bệnh. Thu Cúc tội nghiệp lắm. Hồi đó sức mấy cái mặt nạ thuốc bắc đồ này nọ đó, kem trộn kem mơ, giờ mặt nó thâm hết rồi. Ui, con đó giờ là hết thuốc trị hết. Ông ơi, ơi đó, đó. Chú là đã cọc rồi, kêu ông kêu bác nữa. Anh nói má cho em quen anh đi. Má em năm nay nhiêu tuổi rồi? Nhiều khi anh lớn hơn má em luôn đó, thật sự đó. Không thích ăn cá, cấp này em coi gia đình cục súc ngày 2 lần. Ồ cảm ơn em. Rồi giờ này vẫn còn người mở gia đình cục súc coi là cảm ơn lắm luôn á. Dễ thương dễ thương dễ thương. Rồi 4.800 người đang coi rồi, cảm ơn mọi người nha. Lâu quá tôi cũng livestream mà lâu lâu lên đây mọi người coi quá trời luôn, cảm ơn mọi người. Đó, mọi người comment hỏi han gì để cho nó mắc cười coi vui vẻ coi. Đẹp trai quá hả kìa. Trời ơi cảm ơn em. Em comment mấy cái thứ người ta đã biết hết rồi. Bé này nhưng không sao, anh vẫn rất là ok nha. Chào thầy, hello thầy chào em. Anh kể chuyện ma không? Chuyện giờ này kể chuyện ma. Anh sợ ma mà bắt chuyện ma. Tôi tên Trang, kêu tên em đi anh. Hello Trang. Anh hát lại bài Mặt Trời Của Tôi đi. Mặt Trời Của Tôi là bài gì? Mặt Trời Của Tôi á, không biết. Review Anh Trai Say Hi đi anh. Review Anh Trai Say Hi. Review Anh Trai Say Hi là tập nào em, hay như thế nào, hay là à bữa concert đó hả? Bữa concert thật sự nha, concert là phát là trong ekip là nên được làm một cái vị trí ở trên cái hạng Sky Lounge, là ngồi ở trên tầng trên đó và nhìn xuống toàn cảnh cái sân khấu luôn. Thì phải nói là oh my god, một cái concert nó quá lớn, hàng ngàn người ở dưới và cái không khí, âm thanh, ánh sáng, rồi chưa kể cái background ở phía sau đó là khu vực sông Sài Gòn, rồi thành phố, cái view quận nhất á, nó sầm uất á, là một cái bữa đại tiệc về âm thanh, ánh sáng và con người, cho nên là mình thấy nó đã lắm, rần rần lắm. Mọi người có mặt ở đó bảo đảm nổi da rà từng cơn luôn. Alo Diễm con chào Phát nha. Hello Diễm con, giờ này tràn qua đây là biết là Diễm con mê tôi rồi. Diễm con mê Bích Lon phải không? Sao giờ anh chưa ngủ, anh đang live stream nè em. Chứ thật sự là anh cũng ngủ trễ lắm. Bình thường anh ngủ rất là trễ, 1-2 giờ sáng anh mới ngủ. Xin vía làm công nhân có tiền sửa mũi. Tại sửa mũi mới hết tiền, mới đi làm công nhân trả nợ đó em ơi, góp tiền tháng đó. Thì có bây giờ mà rút cái dây hụi ra là chủ nợ nó rút cái sụn mũi lên liền. Năm sau có gia đình cục súc không cô? Trời hết thầy rồi tới cô. Chưa biết nữa em ơi, chưa có kế hoạch nữa. Tắt like cho em đi ngủ đi anh lóc em luôn nè, để em hết thấy like anh nha. Anh mặc bộ đồ siêu nhân đi anh, em thấy anh mặc đồ đó rất đẹp trai, cảm ơn em. Anh lúc mà quay 2 ngày 1 đêm là cũng 1-2 tháng trước rồi. Bây giờ anh dọn về nhà mới rồi, về chỗ chỗ mới, cho nên là quần áo nó cũng thất lạc đi mất tiêu. Anh ơi, anh mời một trong các anh trai C2 live chung đi, đâu có biết ai giờ này thức đâu mà tương tác. Xin chào chị Lan, chị Lon, anh chị tên Lon. Không biết gọi anh là anh hay chú. Anh tắt like đi anh, em buồn ngủ em buồn ngủ, em đi ngủ đi em. Nhã Phương, Nha Phương gì đó, cụ đẹp lão, trời đất ơi, hậu học sinh này bao nhiêu lớp họ của mình là lớp lưu bang, lớp gì đâu, toàn học sinh cá biệt không mà. Chú sinh năm 95, chú bằng tuổi mẹ con. Ủa vậy hả, phải không? 95 là năm nay 29 30 à, bằng tuổi mẹ con. Mà con bây giờ mà con biết lên đây, con biết coi livestream, con biết bình luận là ít nhất con cũng học cấp 2 cấp 3 là con cũng 15 16 tuổi rồi.
mà 29 rồi. Ờ đúng rồi, nếu mà mẹ con 18 tuổi đi lấy chồng là giờ này đẻ con là đúng rồi. Diễm Đăng Lai hả? Ồ 5K rồi, 5K coi rồi, dữ à. 4 tuổi là 1 phần 3 con giáp rồi. Thì đúng rồi, thì có 1 phần 3 thôi chứ. Sao con đi nói, ủa sao em đi nói anh là hơn Hiếu thứ hai một con giáp 1 phần 3. Ngủ đi chú thôi, đang view ok nè, tự nhiên đi ngủ. Trời ơi, lâu lâu mới like view ok quá trời. Chú ơi, chú review Quang Hùng Master D đi. Hùng Master D thì làm việc với Hùng cũng được vài lần. Hùng dễ thương lắm. Hùng Hùng tên Hùng là giới tính nam, là ca sĩ. Đang được mọi người yêu thích. Review vậy ok chưa? Chi tiết chưa? Anh thích anh nào trong 30 anh? Nếu được thì cho anh chọn cả 30 nha em nha. Sao để cưới Hiếu thứ hai ạ? À? Sao để cưới Hiếu thứ hai? Chắc anh em mình phải tu thêm á em. Ừ, mình tu thêm vài kiếp nữa. Chứ anh cũng không biết cách. Review Hùng Huỳnh đi ạ. À. Hùng Huỳnh thì Phát mới làm cái chương trình với Hùng Huỳnh, một lần là livestream, với lại gần đây nhất là đồng hành cùng Miss Universe 2024 quay ở Hồ Tràm. Hùng Huỳnh dễ thương trộm vía nha. Da của con Hùng Huỳnh nó như da em bé nha, như da gái nha. Trộm vía da nó ok. Bình thường anh ồn dữ lắm mà sao giờ anh dịu vậy? Anh ồn là tại vì tính chất công việc. Tính chất công việc. Chứ thật sự gặp Phát ở ngoài, Phát là một con người khác. Phát ít nói lắm, Phát hướng nội, nói không ai tin lắm. Review Dương Domic đi anh. Dương Domic dễ thương đẹp trai em ơi, chưa thân lắm. Mỗi người để Phát làm việc có chút chút thôi, đâu có thân lắm đâu. Phát ồn trên tivi. Trung Quốc hôm nay nói tiếng Việt giỏi quá. Thật sự thì Trung Quốc mới tập nói tiếng Việt thôi. Hồi nãy giờ là phát đọc comment nó không có được trôi trôi cháy trôi chảy dạ, cho nên là mọi người thông cảm cho Trung Quốc nha. Anh nói số anh đẹp trai quá vậy dạ. Làm sao bây giờ 8 nhân 8 bằng 64 dạ. Ở Trung Quốc còn biết chứ không phải như bé Diễm. Bé Diễm nó bị khờ 88 không biết. Bộ anh mắc làm Trung Quốc cũng giống mà, giống Trung Quốc mà. Trời, giống Trung Quốc hả? Giống Trung Quốc mà. Mũi anh như kiểu có sụn á. Không à, em, mũi anh là phước nó trổ á em, trổ phước cái nó độn cái sống mũi mình lên nhìn như là sữa chứ thực sự là không có sữa nha. Review nè nè, thấy ổng cũng đẹp trai Nguyễn Thế Vi. Trời ơi, thấy cũng rồi hả, giờ mới thấy, giờ mới chịu thấy hả anh hát. Solomio à, bài đó cầm giấy hát còn trật lên trật xuống mà. Anh ăn gì đẹp trai quá vậy anh Phát? Anh ăn ảnh đó, em ơi. Ừ, like này có app hết đó, em. À nhỏ anh sơ Trung Quốc so handsome. Kamsahamnida em Linh. Nay dạy gì vậy thầy? Dạy livestream anh hướng nội. Nội em coi 2 ngày 1 đêm kêu sao anh tài lanh. Trời ơi, cảm ơn nội nha. Nội nội này gặp nội kia. Anh tự review anh đi. Anh nhạt. Anh tự review anh là một đứa rất nhạt. Thiệt sự, anh rất rất nhạt. Nhạc nào anh cũng nhảy. Sao không nói tiếng Hàn? Khán chế Trung Quốc họ sợ nói tiếng Hàn khán giả Việt Nam không hiểu. Cho nên là Trung Quốc phải tập nói tiếng Việt. Vậy là Trung Quốc rất là yêu Việt Nam. Trung Quốc thấy tiếng Việt rất là ok là, cho nên là Trung Quốc đã cố gắng và lén lút học tiếng Việt. Trung Quốc giấu fan rất lâu rồi. Hôm nay là Trung Trung Quốc
muốn nói tiếng Việt trên livestream của mình. Anh đang ở view biển. No, này view view nhà anh view song. View song. Sao này không ổn bằng anh trai say hi vậy? Dạ. Cái này là để Trung Quốc đi chơi xíu đi Trung Quốc để phát nói chuyện xíu. Ok. Thật sự mọi người hay biết không? Cũng nhiều ý kiến lắm, phát cũng có được biết. Nhưng mà mọi người biết cũng thông cảm cho phát chút xíu. Thực sự thì cái không gian ở cái concert Anh Trai Say Hi với quy mô như thế nào thì mọi người xem thông tin thì cũng đã biết sơ sơ rồi đúng không? Cái không gian nó rất rất rộng, rất rất đông khán giả. Và phát, nhiệm vụ của phát và Linh Chi, Bùi Linh Chi thì phải tương tác và giao lưu làm sao để cho các anh trai có cái tinh thần nó thoải mái nhất trước cái màn biểu diễn của concert. Vậy nên là Phát và Linh Chi cố gắng là tương tác để mọi người giống như là anh em bạn bè gặp nhau giỡn với nhau cho vui vậy thôi, chứ không phải là những cái màn phỏng vấn mà nó bị trịnh trọng quá, hiểu không? Đó. Với lại là cũng may mắn là Phát cũng đã làm việc và biết với hầu hết tất cả các anh trai rồi, cho nên là cái phần tương tác của mình á nó cũng giống như là anh em ghẹo nhau giỡn nhau vậy đó. Và một phần nữa đó là phần âm thanh, do cái micro của Phát và Bùi Linh Chi là hai MC ở đó không có thiết bị khuếch tán âm thanh, mọi người hiểu không? Nó chỉ có input, tức là thiết bị thu âm thanh chứ không có thiết bị phát âm thanh. Nó giống như là việc Phát và Linh Chi phải nói bằng giọng thật như thế này với hàng ngàn khán giả đang vây quanh mình. Cho nên là nếu mà mình tương tác bằng cái tông giọng bình thường thì thật sự là không ai nghe gì hết. Tại vì mọi người thấy là qua xem qua livestream thì mọi người biết là mỗi lần mà một nhóm anh trai nào đó xuất hiện á thì hàng ngàn khán giả la lên. Oh my god, thì làm sao mà Phát nói mà mọi người nghe được. Cho nên là Phát và Bùi Linh Chi cố gắng nâng cái tông giọng của mình lên. Ok, Phát biết chắc chắn là thế nào về mọi người xem qua cái phần livestream thì cũng sẽ thấy là nó ồn quá. Tại vì ở đó thật sự cái mic nó chỉ thu được cái tiếng của Phát thôi, mọi người không nghe được cái âm thanh bên xung ngoài luôn, không nghe được âm thanh xung quanh luôn, cho nên là nó bị chổi, nó bị chua chát. Chỉ nghe tiếng của MC, và khi mà đưa mic tới ai thì chỉ nghe tiếng của người đó. Chứ nếu có mà âm thanh hiện trường, âm thanh của nhạc này nọ, thiết bị khuếch tán thì nó sẽ cân bằng. Còn cái này là phải Phát cũng không còn cách nào khác, đó là phải cố gắng nói lớn thì mọi người mới nghe được thông tin của mình. Chứ nếu mình nói bình thường là không ai nghe được hết. Và nếu không mọi người không nghe được thì cái nhịp và cái tiết tấu giao lưu á, nó sẽ thường không nghe thì mọi người sẽ hả, nói cái gì không, thì cái nhịp của nó sẽ rất là không có chặt. Review Rider là một bạn rất là giỏi, rất rất giỏi luôn, tư duy âm nhạc tốt. Và khi mà làm việc với Rider á thì Phát thấy là Rider rất là thông minh, xu hướng nè, nắm bắt xu hướng rất là nhanh. Và đặc biệt là em ấy trẻ, cái năng lượng trẻ, cái đó là không thể nào mà giả được, đúng không? Cái năng lượng trẻ tự nhiên làm cái gì nó cũng toát ra cái năng lượng rất là tươi trẻ. Và mình cảm thấy là các bạn thế hệ mới rất là giỏi, rất là năng lượng. Anh ơi, Tết ở làng địa ngục phần 2 là anh nghe nói là qua năm sau. Qua Tết thì mọi người mới bắt đầu bấm Tết ở làng địa ngục phần 2. Biết anh Phát từ Tết ở làng địa ngục. Cảm ơn em. Hy vọng ở mùa sau thì Tâm Quỷ sẽ được quay trở lại và bước xuống đò quay trở lại. Bữa gặp anh Cúc tại concert nè, đẹp trai nghe, cảm ơn em bún đậu nha. Mời Diễm đi anh, Diễm đâu có Diễm đâu giờ này. Đi kiếm Hùng Huỳnh đi anh, Hùng Huỳnh ở đâu? Hùng Huỳnh ở đâu mà kiếm? Review Hoàng Tử là ai em? Anh có gắn sụn mũi vô không anh? Rồi anh rút ra rồi đó. Nhưng mà có phần
hơi thriller chút xíu. Thầy ơi, đến đi đơn giản nữa để em ngủ. Chắc thầy mời phụ huynh em quá Ngọc Diệp. Ai xỉu mà không ai tin hết. Ừ, không ai tin thì sự. Răng anh trắng quá trộn vía, đâu có trắng đâu. Tôi đổi tông màu rồi, tôi giảm cái màu màu răng lại xuống cái tông bình thường. Để tôi đi phim cho nó dễ. Chứ lúc trước cái tông mà trắng xứ lavabo đó, mỗi lần mà Phát đi quay á thì Phát sẽ lúc nào cũng phải hóa trang thêm một cái lớp răng màu cho nó vàng tô lên. Thì thấy cực quá, thôi thì thôi giờ mình chấp nhận mình bỏ chút xíu thời gian đó, thì mình đi đổi cái tông màu xuống nó vàng. Này có app nhìn nó hơi trắng á, chứ ở ngoài là nhìn không biết là ừ luôn á, tưởng thiệt không á. Ngày 2 anh có làm MC nó không? Ngày 2 anh diễn sân khấu rồi. Ngày 2 là anh có lịch diễn ở sân khấu kịch Trương Hùng Minh. Tại vì thường vào cuối tuần thì anh sẽ đi diễn. Anh ơi em ship đồ ăn tới rồi nè, mở cửa ra đi. Ê bị sợ nha, tôi ở tầm mười mấy lần á, bị sợ nha. Review Diễm đi anh. Diễm hả? Diễm kiểu như là mỏ hổn mà tâm lành, tâm thiện á. Diễm ok nha. Chứ giờ không lẽ nó không ok. Diễm mới book show tôi đi làm luôn đó. Sắp tới ngày 10 tháng 10 thì sẽ có cuộc hội ngộ của Thu Diễm, Bích Lon và Thu Cúc. Mọi người nhớ đón coi nha. Bữa đó là ba cái mỏ đó là sắp lại là quậy chấn động xí nghiệp luôn. Thằng này em càng thích anh lắm rồi. Có nền tảng nào là có anh là có em. Anh cảm ơn Heo.